Cây trong vườn bóng chữ Ấn bụng Vừa dùng dao chặt đất phát hiện thở thịt hỏng tươi Cây trong vườn bóng phình bụng to như bụng chữ Dùng con dao chặt đất Không ngờ trong thấy một thở thịt hỏng tươi Cứ tưởng không sao Ngờ đâu lại xảy ra đại hòa Gia đình ông Lộc là gia đình nội tiếng khắp làng Với nghề trồng và tỉa cây cảnh Những cây cảnh của ông Thường được trả giá rất cao Và được đặt trước từ rất lâu Một hôm giống như bà hôm khác Ông Lộc ra vườn chăm sóc cho cây, bỗng bất ngờ thấy một cái cây phần thanh của nó bị phình ra như bụng chừa sợ đó là điểm không lành ông dùng dao chặt đứt thế như khi vừa lặt phần thanh thừa ra ông bỗng phát hiện ra thớ thịt vẫn còn tươi vẫn còn ướt nằm ngay ở giữa nhìn đi nhìn lại vẫn không biết đó là gì ông mang vào nhà xem thử nhưng công việc bàn rụn khiến ông dần quên đi thớ thịt kỳ lạ trong phần thanh thừa ấy Đông ngờ đến đêm lúc đang ngủ bỗng nghe tiếng lục đục bên phòng con cứ nghĩ chắc con đang nghịch cái gì đó nên bỏ qua nhưng rồi tiếng động ngày một to hơn đột nhiên con ông hét lên một tiếng rồi im bặt cảm giác có điều gì đó không lành ông vội vã gọi vội dậy rồi qua phòng con nhưng khi vừa mở cửa phòng hai vợ chồng đều giật mình chết lặng khi thấy cảnh tượng con trai nằm bắt đỏng giữa vũng máu quanh phòng là cả chục con rắn đang bò ngộn ngang gọi người nhà chạy đuổi đàn rắn đi ông bà còn lao nhanh ôm xác cậu con trai vừa ông vừa ôm con vừa gào khóc con ơi tỉnh dậy đi con ông trời ơi vợ chồng chúng con làm gì nên tội nên tình mà ông phạt vợ chồng con như vậy đến lúc bình tĩnh lại ông lộc mới nhớ ra thớ thịt hỏng từ bên trong phản thân thừa vội vã chạy vào lấy phản thân thừa ấy bổ ra xem lúc này ông mới ngỡ người phát hiện ra Hóa ra thớ thịt đó là phần thanh của một con rắn. Thì ra phần thanh cái ấy là một ổ rắn. Ông chặt đất phần thanh thư ấy đã vô tình giết chết, chết một con rắn và phá nhà của chúng nên những con còn lại mới quay về tìm ông để báo thù.